Hai, xin chào anh em, mình là Liêm Râu nha. Thì mình đang quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay mình theo như nhiều người anh em đã yêu cầu thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em setup một cái hồ để bơm cá rồng. Nói cái từ nhân gian cho dễ hiểu, đây là một con hồ cá rồng. Anh em nuôi từ con cá nhỏ nhất cho đến lúc mà nó khoảng 40cm, là lúc đó là con cá nó đã bắt đầu cứng rồi. Thì anh em có thể bỏ lên hồ kiến và ngắm nha anh em. Thì đây Liêm giới thiệu về dàn lọc sơ thôi. Đó, thì nó cũng có 1, 2, 3, 4 ngăn. Thì ngăn thứ nhất là Liêm bỏ san hô, ngăn thứ hai Liêm bỏ san hô, ngăn thứ ba là san hô và đá đồng mũ, và ngăn thứ tư là không. Thì cái ngăn này đừng nên bỏ gì hết, tại vì cho nó dễ thông thoáng nước, nó để nó khó bị ngạt nước. Đó, thì cái này là có gì xài đó thôi. Thực ra san hô nó cũng không tăng pH nhiều đâu nha anh em. Có ví dụ như là nước bình thường anh em khoảng 7 chấm thì nó đưa lên khoảng chừng 8 chấm thôi, nhưng mà có vi sinh tốt á, vi sinh mà có liều lượng mà ok thì nó sẽ xử lý ổn định lại pH thôi. Đây là một cái máng đèn để Liêm bơm. Đó, thì cái máng đèn này anh em có thể mua bất cứ ở cái tiệm điện nào gần nhà anh em. Còn đây là một cái hồ bơm tiêu chuẩn 1m2. Đó, anh em thấy không? Ở dưới đây loại này có kiến, nhưng mà vài bữa Linh sẽ không có xài kiến, mà Linh sẽ dán thì ca lại để cho ánh sáng nó không lọt ra ngoài, thì cái hiệu suất nó sẽ cao hơn. Đó, thì anh em để ý đi. Đó, đây là ở trong. Đó anh em, nhưng mà cái điều khác biệt anh em nhìn kỹ đây là Liêm sử dụng một cây UV. Đó, để Liêm đưa lên, Liêm tận dụng nó làm máy bơm nha anh em. Vì anh em biết á, thì đường nào cái hồ cá rồng, nếu anh em sử dụng một cái máy bơm thì anh em cũng phải sử dụng UV để nó cái hồ mình không bị xanh, tại vì cái hồ mình bơm cá rồng á là mình phải quấn đèn 24/24. Đó, để nó kích thích nó lọt bẫy, thì khi đó rêu tạo nó sinh ra rất là nhanh. Đó, thì cái rêu đó mình có thể chà cho máy bơm nó hút và đem lên bộ lọc xử lý được. Nhưng cái tảo màu xanh thì bắt buộc muốn diệt nó là chỉ có thay nước nhiều hoặc là mình sử dụng UV thôi. Còn nếu thay nước nhiều trong quá trình con cá đang phát triển thì con cá nó rất dễ bị stress và bị sốc nước nha anh em. Nên công khuyến khích thay nước nhiều, cứ thay nước giống đúng định kỳ và mình sử dụng tiêu UV thôi. Đó, thì tại sao Liêm sử dụng cây UV làm máy lọc luôn, thì nó tiết kiệm được và nó có công dụng nhất định của nó. Chứ còn không là mình phải xài hai cái, một cái UV và một cái máy lọc, thì mình làm dạng chi đúng không? Liêm mua một cái UV 003 là loại bự nhất của UV á, để cho cái công suất của máy nó hút mạnh. Đó, còn đây là cái đầu nước nó xuống nè anh em. Đó, tại trong phần máy quay này nó sẽ bị vàng nước, anh em có thấy không? Đó, thì với một cái điều kiện bình thường như vậy thì anh em không cần sủi oxy, nhưng Liêm vẫn khuyên anh em nên gắn một cái oxy dành cho hồ cá riêng á, là dành cái loại này nè nha anh em. Đó, cái loại này nó có trữ điện, thì khi anh em mà bị cúp điện thì nó hoạt động vẫn còn khoảng 6 tiếng nữa. Trên thực tế nó giới thiệu 8 tiếng nhưng mà Liêm thấy nó chừng 6 tiếng là nó hết pin nha anh em. Đó, nên anh em đừng có tin quảng cáo á. Thì Liêm xài rồi, Liêm thấy nó khoảng 6 tiếng. Thì 6 tiếng hồi thường thường ở thành phố Hồ Chí Minh á, không biết mấy tỉnh khác sao thôi chứ thành phố Hồ Chí Minh ít khi nào mà cúp điện quá 6 tiếng lắm. Đó, thì anh em chuẩn bị setup một con hồ như thế này, thì mực nước mà từ ở dưới lên á, anh em thấy không, nó ngang bằng mực kiến xíu nè. Đó, là anh em để khoảng 20-25 thôi. Đó là mực nước đẹp để nuôi một con cá, tại vì cá rồng thực sự nó không thích nước cao lắm đâu nha anh em. Với lại nước cao mà đối với con cá nhỏ nó sẽ bị áp lực nước, và khi đó nó sẽ bơi trên tầng mặt à, mà bơi trên tầng mặt như Liêm nói nó sẽ nhìn xuống và lâu ngày nó sẽ bị sệ mắt. Đó, thì anh em chuẩn bị nước như thế này thôi. Ánh đèn thì anh em đáp ở trên hồ, có nghĩa là khoảng cách từ bóng đèn cho đến tới mặt nước là khoảng 40cm là đẹp. Thấp lắm thì phải 35cm thôi, không được thấp hơn. Nếu thấp hơn á, mà mình bơm cái lượng ánh sáng cao nó sẽ bị cháy cái lưng con cá nha anh em. Với lại con cá nó sẽ né đèn, có nghĩa là cái cường độ làm cho nó khó chịu quá, nó không còn dám nhìn lên nữa. Lúc nào nó cũng phải né con mắt nó xuống, thì lâu ngày nó cũng sẽ bị một phần nào đó sệ mắt. Đó là kỹ thuật bơm một con cá rồng đơn giản. Thì khi anh em bơm cái này, anh em chơi cá rồng thì bất cứ là giống rồng nào cũng vậy, anh em nên bơm cho nó lên ống kim, dù là cao lưng hay là kim long hay là quyết long, thì nó cũng phải có một cái thời gian bơm cố định để nó lột hết hàng sáo của nó, để cho ánh kim nó mạnh á, thì khi đó con cá anh em bỏ lên hồ ngắm nó mới đẹp. Thì lên đó bắt đầu anh em mới tăng ninh để nó lên màu. Còn con nào phẩm chất nó tốt á, thì anh em trong quá trình anh em bơm là nó đã lên màu đậm luôn rồi nha anh em. Còn cái vấn đề đèn, sử dụng đèn gì thích hợp cho từng giai đoạn của cá, thì cái video này Liêm sẽ không nói, tại vì đây là như là cái video số 1 để hướng dẫn cho anh em bơm cá rồng thôi. Nếu nói dài dòng thì nó sẽ kéo dài cái thời lượng video. Liêm không làm video để câu view nên Liêm không có cần điều đó. Liêm cần sự dễ hiểu nhất cho anh em. Thì cái vật liệu lọc đó, có nhiều anh em á, người ta nói là san hô này xài nhiều không tốt. Thực ra nó đâu có gì đâu anh em, nó như xương người mình á, nó chỉ có canxi thôi, cái gì đâu. Nhiều thì nó tăng pH, nhưng mà nó sẽ tốt cho anh em xài nước giếng,
đó. Nhưng mà khi mà anh em xài vi sinh thì nó chẳng có cái gì để tăng pH được á, vi sinh nó sẽ ổn định cái lượng pH đó cho anh em, nên anh em cứ có gì xài đó thôi. Anh Liêm nói thiệt, nếu mà anh em nuôi trong nhà cái thùng bơm này không có cách ngắm thì anh em bỏ than tổ ong trong đây cũng được. Quan trọng là lượng vi sinh anh em chăm vào thôi, còn vật liệu lọc thì anh em mình có cái gì xài cái đó. Tại vì hôm nay Liêm làm cái clip này á để nói cho anh em nghe điều hai vấn đề chính là cách thức để làm một cái thùng bơm, cái thứ hai là tại sao Liêm xài cây UV thay cho cả hai chức năng, một cây UV và một vật liệu lọc thì nó sẽ đỡ tiết kiệm hơn một đầu cho anh em mà, đúng không? Đó, cái máng đèn này thì Liêm mua thành phẩm luôn khoảng 300 mấy chục ngàn đó, rồi còn về định chế với cái chui điện này ra thì dễ thôi đó. Đó thì anh em thấy không, đơn giản. Khi anh em bơm như vậy, nhiệt độ trong hồ nó sẽ lúc nào cũng sẽ ấm hết, không cần sửa nha anh em. Và đặc biệt là sửa là chỉ dành cho các bệnh thôi, nhưng không có khuyên mà chấm sửa suốt ngày. Đó là đối với anh em miền Nam thôi, còn anh em miền Bắc thì sửa nó quan trọng lắm, những cái mùa đông. Đó thì mình vùng nào thì mình khuyến khích anh em xài cái theo cái kiểu đó thôi. Còn ví dụ như anh em các miền thì anh em linh động xíu chứ Liêm không có chỉ hết được tất cả. Đó, cái này là cái ổn định thích hợp nhất. Cái đường này là hôm nay Liêm quay clip nên Liêm để, chứ thật sự ra nếu mà tiến hành quá trình bơm Liêm sẽ che hết cái đường này luôn. Để làm gì? Để cho nó không có ánh sáng lọt ra ngoài, nó tập trung hết ánh sáng trong hồ bơm thì con cá sẽ nhanh, thúc đẩy nhanh cái quá trình tiến đổi mà lột của con cá. Đây là gọi là dân gian gọi là quá trình leo hàng sáu á. Thì khi đó con cá nó sẽ nhanh lột hơn, nó bung bánh kim mạnh hơn. Thì khi đó nó lên khoảng xe 40 mấy rồi anh em bắt đầu bỏ vô hồ lớn rồi bắt đầu mình tăng ninh là ok. Thì tăng ninh á với bơm á thật ra nó cũng chỉ là một hình thức để kích thích lão quá cái quá trình vẫy của con cá ra nha anh em. Đó Liêm giải thích hiểu nên rõ cho anh em. Tại vì bơm là mình bỏ vô thùng gì mình tán ánh sáng từ trên xuống, còn tăng ninh á người ta gọi là tán ánh sáng ngang. Nhưng mà thật ra nếu anh em hiểu á cũng là dùng một cái cường độ ánh sáng để khuyến khích vẫy con cá nó bị lão quá đó, mình làm cho cái quá trình nó nhanh lên thì con cá nó sẽ đẹp màu hơn. Thì đối với cái thùng màu trắng á, anh em đâu cần tán ngang làm gì, đúng không? Anh em bỏ từ trên xuống nhiều thì cái ánh sáng nó chỉ dội ra trong đó, nó đâu có bị diệt tiêu ra ngoài nếu anh em dán kính. Còn đối với những cái màu đen thì bắt buộc anh em phải có đèn ngang, tại vì màu đen nó hấp thụ ánh sáng, như đã Liêm mới nói trên cái video clip trước rồi, thì anh em bắt buộc phải có cái đèn ngang để tán vô đó. Còn cái thùng bơm này thì Liêm khuyên anh em chân thành là tất cả các thùng bơm đều phải là năm mặt màu trắng hết. Này, vì bản năng của con cá nó sẽ phản xạ theo cái môi trường, là có nghĩa là tự nhìn từ trên xuống thì cái lưng con cá nó sẽ giống cái mặt đáy, mà mặt đáy màu trắng mình thì con cá nó sẽ lột rất là nhanh. Về những cái mặt xung quanh nữa thì nó sẽ phát triển theo cái môi trường của nó tránh bị động vật khác ăn thịt nó, những động vật bự hơn nha anh em, chứ cá đồng không phải là vô địch đâu. Đó thì đây là một cái gọi là mình thúc đẩy nó phát triển theo cái môi trường là một phần, rồi mình dùng cường độ ánh sáng để mình làm lão hóa tế bào nó nhanh nữa là một phần, thì nó sẽ cho ra một con cá đẹp nhanh hơn so với anh em để nó phát triển một cách bình thường, và gọi là tốt hơn nữa chứ không phải là nhanh hơn riêng. Tại vì nhanh hơn là nó không có tốt. Ví dụ như là anh em mà con cá nó 7 điểm thì anh em làm cho nó bình thường thì nó chỉ 7 điểm thôi. Nhưng mà anh em để nó trong một cái quá trình kích thích nhân tạo như vậy thì con cá nó có thể lên 8 điểm, 9 điểm, thậm chí là tròn vẹn 10 điểm. Thì cái này tùy thuộc vào kinh nghiệm của anh em bơm thôi. Và anh em sử dụng cái độ cabin của cái bóng đèn tùy thuộc vào cái môi trường và giai đoạn phát triển của con cá nha. Đó, thì những vấn đề chính hôm nay Liêm muốn nói chuyện chia sẻ với anh em để làm một cái thùng bơm thôi. Rồi video léo cũng dài rồi, thì Liêm chúc anh em có những bài cá đẹp nha. Anh em có thắc mắc gì thì cứ comment phía dưới. Còn nếu anh em thấy hay thì cứ like và subscribe cho kênh của Liêm càng ngày càng phát triển nha. Xin chào anh em.